Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Mỹ khoe uy lực vũ khí laser siêu tối tân ở Trung Đông. Hải quân Mỹ vừa thông báo họ đã thử nghiệm vũ khí laser và phá hủy một mục tiêu nổi ở Trung Đông. Đây là hệ thống vũ khí có thể được sử dụng để chống lại các máy bay không người lái chở đầy bom do lực lượng Houthi của Yemen triển khai ở Biển Đỏ. Cuộc thử nghiệm đã chứng kiến tàu USS Portland bắn thử hệ thống thao diễn vũ khí laser của mình vào mục tiêu ở vịnh Aden Vũ khí laser đã bắn chìm một mục tiêu nổi trên vịnh. Vũ khí laser được quân đội Mỹ coi là thế hệ tiếp theo của hệ thống vũ khí laser, vốn được nước này phát triển và trang bị từ năm 2014. Vũ khí laser được coi là thế hệ nối tiếp hệ thống vũ khí laser trang bị trên tàu đổ bộ USS Ponce, từng được thử nghiệm suốt 3 năm khi nó hoạt động ở Trung Đông. Địa lý, khí hậu và tầm quan trọng chiến lược của khu vực mang lại một môi trường độc đáo cho đổi mới công nghệ. Hải quân Mỹ tuyên bố các bức ảnh được công bố trên Twitter cho thấy vũ khí laser trên tàu đổ bộ USS Portland đã phóng ra một luồng năng lượng rất cao, tiêu diệt một mục tiêu nổi ở trạng thái tĩnh. Năng lượng laser cường độ cao đã biến đổi màu sắc của phim, khiến màu sắc chính trong bức ảnh là màu đỏ thẫm. Thực tế, vũ khí laser được trang bị trên tàu USS Portland từ cuối năm 2019 và từng được thử nghiệm trên Thái Bình Dương hồi năm ngoái trong cuộc thử nghiệm vào tháng 5 năm 2020 nó đã tiêu diệt thành công mục tiêu là một máy bay không người lái nhỏ. Vịnh Aden ngăn cách Đông Phi với bán đảo Ả Rập là khu vực địa chiến lược quan trọng. Vùng biển này liên kề với Yemen, nơi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và các lực lượng chính phủ do Saudi Arabia hậu thuẫn và được Mỹ ủng hộ đang giằng co với nhau nhiều năm. Người Houthis đã triển khai hàng loạt máy bay không người lái vào biển đỏ. Những UAV này có thể được điều khiển từ xa và được bắn đến mục tiêu trước khi phát nổ những chiếc uav này bị nghi ngờ được sản xuất với sự giúp đỡ của iran